đúng là dính được con ếch xui thiệt chắc. Cái bẫy đầu tiên nha cả nhà, rất quốc luôn, tội dính con ếch. Trời trời, thấy thèm dữ vậy. Cái đầu tiên dính con ếch nè cả nhà, trời kỳ á. Cái này không biết sao đây. Ồ có hàng cả nhà, có hàng. Đây em thấy nó nằm rồi cả nhà. Đã chưa, đã chưa. Rồi hôm nay em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì hôm nay đi thăm bẫy rắn cả nhà ơi. Nay cũng khoảng chừng hơn 20 ngày là chưa có chuột để đi thăm á cả nhà. Thì mấy cái luồng bẫy này em bỏ cũng lâu lắm rồi nha cả nhà. Em mới vừa xuống tới chỗ luôn, đang đứng ở ngoài cặp mé lộ bờ kinh luôn cả nhà. Thì nay đi thăm nha cả nhà. Em cũng mới nhờ anh Tấn mua giùm em 60 con chuột nha cả nhà. Thì trị giá của nó là 7.000 một con cả nhà. Mới lấy hôm ngày hôm qua. Đây. Em đem theo nhiêu đây cũng hăm mấy con, hăm mấy 30 con cả nhà. Hăm mấy con à. Còn đây là lúa và túi lưới nha cả nhà. Rồi thì bây giờ em mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bẫy rắn với em hôm nay nha cả nhà. Coi có thành quả gì không cả nhà ơi. Thì em cũng xin chúc cả nhà mình ngày mới vui tươi an lành hạnh phúc nha cả nhà. Rồi bây giờ tới cái bẫy này em qua em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì hôm nay đi thăm cũng khoảng chừng 50 cái nha cả nhà. Nhưng mà em sẽ rút bớt cả nhà ơi. Thì cái nào mà em cảm thấy im đó cả nhà thì em sẽ để lại, còn không thì em sẽ rút bớt. Nói chung chừa lại vài chục cái à. Rút bớt cái kiểu này không được, không có chuột đó cả nhà, để rồi mình không có thời gian mình đi thăm nữa rồi mất cả nhà ơi. Cho nên cái nào im thì để lại, còn không thì rút bớt nha cả nhà. Cái này chín rồi, dính hấu hành nè cả nhà, dính cặp hấu hành, cũng còn hấu hành cũng ngon lắm luôn. Ồ chiếc này còn chuột luôn, còn chuột nha cả nhà. Bây giờ em gom cũng gần cả chục cái này cả nhà. À chưa dính được con nào, thăm gần cả chục cái chứ lộn, em xin lỗi. Mà em gom có 2-3 cái à, còn mặt cái kia nó hơi im im em để lại. Cái này hôm bữa em đặt trống lỏng tống tơ, bữa nay người ta lâu người ta kéo người ta dục qua mé cả nhà, dấu cá cỏ nè ta thăm á cả nhà, thấy nản không, tại bữa không có chỗ đậy, chết chuột nha cả nhà, không có chỗ đậy á cả nhà, không có đồ đậy, không có chỗ kín nữa, cho nên em đặt đại ở ngoài kia. Ngoài đó em có con cái, thì ở đầu trong em có con cái nè cả nhà, để em làm thăm cái đó có dính hay không. Tới bẫy nha cả nhà. Thì người ta cũng cắt cỏ nữa nè. Cắt cỏ sạch bóng sạch ngon luôn. Cái bẫy em chắc mất luôn quá. Rồi. Thôi còn còn. Còn mà nó cũng kéo lên nó coi cả nhà ơi. Kéo lên nó coi có dính hay không. Chết quốc luôn nha. Chết chuột luôn, không dính á. Cái bẫy em mới còn á, chứ gặp bị dính cái bẫy em mất rồi. Ở đầu trong đó em còn cái nữa nha cả nhà. Rồi đi vô đầu tông em thăm cái đó, em quay cho cả nhà mình cùng xem luôn. Rồi mệt quá, ôi mệt quá cả nhà ơi, quá trời vất vả. Cái nghề này nó vất vả quá, vất vả quá trời cả nhà ơi. Nhưng mà cũng vì đam mê nha cả nhà, mê thì vất vả cỡ nào cũng phải làm á nhà ơi. Trong này em có cái nữa nha, cái này không biết sao đây. Ồ có hàng cả nhà, có hàng. Đây em thấy nó nằm rồi cả nhà. Đã chưa, đã chưa. Nó mệt mệt mà thấy dính hữu hành cái là nó khỏe lại liền cả nhà. Em
rắn đầu tiên của em. Ồ, cũng khá nặng cả nhà. Wow, con này có thể khả năng vô được nhất cả nhà ơi. Đây phân đây. Quá im luôn cả nhà. Rồi, để em đặt lại cái bẫy xí cua xong rồi chút xíu bắt cái sao nha cả nhà. Rồi, bây giờ để em bắt con rắn đầu tiên lên nha cả nhà. Thì nãy giờ em rút mấy cái kia cả nhà, xong rồi em dời vô cái khu vực trong nha cả nhà. Ở ngoài nước ngập đó. Em dời vô khu vực trong tại vì cái điểm này cũng còn có mấy cái, em đặt thêm chẳng được 6 cái nha cả nhà. Em rút bớt thì nó còn có 2 cái khu vực ngoài. Bây giờ chưa có 2 cái thì đi thăm nó cực quá. Cho nên em đặt thêm 2-4 cái nữa nha cả nhà. Là thành 6 cái. Dính sao thăm ở đây 6 cái nha cả nhà. Đó, dính được con hành nha cả nhà. Con hành nâu. Con đầu tiên luôn cả nhà ơi. Quá phơi. Con rắn đầu tiên của em luôn. Rồi, để bây giờ em bắt nó ra nha cả nhà. Cái tái hơi khó làm, em đổi lại tay phải. Còn rắn nhưng còn ếch nha cả nhà. Đấy. Chủ đề nào. Là lấy hơn cho anh cái này. Đó. Con này còn mất mượt luôn cả nhà. Em nghĩ chắc cũng mới vô ngày hôm qua hôm kia vậy. Đó, lũ dưới đi. Ra. Đó, đó. Đã quá nha. Đây. Đây nha cả nhà. Con rắn đầu tiên của em luôn. Con hành nâu nha cả nhà. Rồi, bây giờ để em bỏ nó vô xong rồi đi thăm mấy cái kia cả nhà ơi. Coi cái nào để được, để dời được thì dời, còn không mấy rút cả nhà ơi. Rồi, đem ốp máy cả nhà, con rắn đầu tiên, một con rắn, một con ếch nha cả nhà. Hy vọng bữa nay dính được con ếch là nó sẽ có hên nha cả nhà. Đi tìm những con rắn cuối mùa rất giả quá cả nhà ơi. Một con duy nhất tới bây giờ là đi cuốn, vừa thăm thì cuốn mất nữa, cao 30 cái rồi nha cả nhà. Không biết còn đi nổi nữa không nữa, quá trời mệt luôn. Rồi con mềm mịp hết hồn, quá trời mệt, nó ép tim nữa. Trời trời, sao có con chuột nằm đây cái gì vậy? À, chuột này, chuột này người ta xả lúa cả nhà, ta xả lúa người ta thuốc nè, xong nó lên đây nó chết nè, bìm bìm lại ăn chắc cú luôn, ghê quá. Nập ngay cái bẫy của em luôn, không thấy gì luôn, không dính luôn cả nhà ơi. Đây em có một cái nha cả nhà, còn hai cái nữa là hết khu vực này. Nãy giờ chưa dính được con nào luôn cả nhà, chưa, ở khu vực này chưa dính được con nào, còn hoàn hành duy nhất tới bây giờ luôn. Đúng là dính được con ếch xui thiệt. Dạ. Ông nghệ cả nhà ơi, nguyên một bầy luôn. Dạ. Nó quýnh vô cái giò quá trời luôn á nha. Chết bụp 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 luôn. Trời ơi. Cho em đặt ra từ hôm đó tới nay, em không đi thăm ở cái nhà cái nửa tháng này. Tại sủi giò luôn rồi. Nó quýnh vô cái chục vết luôn á nha. Trời trời. Trời ơi, nó quýnh vô ngay cái đầu gối luôn. Cái đầu gối đưa vô ngay cái ổ nó luôn á nha. Trời trời, nhức.
Tại em đi thăm 5-6 chuyến nữa cả nhà. Giờ sang lên hết được luôn rồi. 5-6 chuyến luôn rồi, nó đâu có đóng ở đó đâu. Mà sau này nó đóng kỹ nè cả nhà. Ôi. Cái đồ gói của em. Ôi nó quấn nè. Một vết nè. Hai vết nè, ba vết nè. Ôi đang vết nữa cả nhà, bốn vết nè. Trời ơi, bên đây vết nữa nè. Năm vết nè. Ôi nó nhức. A. À. Ôi. Ôi, rồi. Tôi hiểu cuộc đời luôn cả nhà ơi. Bắt mấy con ếch xù quá. Dính con ếch, nãy dính con. Thì nãy mình thăm. Nó mới đậu, nó con ếch ở dưới ruộng cái nhà. Chắc người ta tục, người ta xả cái nhà. Nó bò lên, nó nằm bên trong cái lồng của em. Em chụp con nữa. Là hai con. Trời ơi, nó quýnh. Ông nó quýnh. Thôi, kiểu này. Thăm hai cái này xong đi về luôn cái nhà ơi. Cái bẫy em còn để đó cả nhà. Đó là cái ổ ong rồi cả nhà. Đó. Con này nó mới bu thôi vậy. Trời, nó đóng lồi cả nhà ơi. Đó coi. Nhờ thấy nó vàng vàng không? Mình dùng cái tay em chỉ á. Đó, này nó mới đóng luôn cả nhà. Trời. Cái bẫy em trong đây cả nhà. Để em kiếm đồ em đốt cái khói cái em lại em lấy cái bẫy cả nhà ơi. Cái bẫy này dục nè. Dục nằm đây bỏ chạy. Bà cha nó. Đem ốp mát cả nhà. Nhất quá trời nhất luôn rồi. Rồi cả nhà ơi, em xin kết thúc video đây cả nhà ơi. Thì buổi thăm rắn của em hôm nay còn chuột chứ không phải không còn chuột nha cả nhà. Còn mười mấy con chuột cả nhà. Đây. Em đem khoảng 30 con nhưng mà giờ còn mười mấy con. Em thăm từ hồi sáng tới giờ thì khoảng 40 cái nha cả nhà. Mà nó chết chuột cái thôi. Vô cái đầu tiên thì dính được con ếch. Rồi xong rồi mấy cái sau á thì dính được con hổ hành. Dính được mấy con rắn mối cả nhà. Đây, 4-5 con rắn mối vừa. Trong cái lồng này nha cả nhà. Thì bắt mấy con rắn mối này về nướng luôn. Dính hai con ếch cho nên nó xui quá cả nhà ơi. Đó giờ em đâu có tin cái vụ mà dính ếch mà nó xui đâu. Nè, dính con ếch với lại em chụp được con nữa là hai con nha cả nhà. Dính được con hổ hành đây. Bữa nay tới chuyện luôn. Con hổ hành nhất nữa nha. Một con duy nhất. Này hên là hổ hành nhất chứ gặp mà con hổ hành ba nữa chắc ké luôn quá. Rồi. Đây, hai túi lưới không. Bị ông nó quất cho 5 vít. Giờ cái đầu gối hết đi được luôn cả nhà. Ông này thì nó quýnh không có, nó không có làm độc mấy nhưng mà nó vẫn sưng nha cả nhà. Rồi trời. Cái bẫy đó là em đi thăm mấy lần rồi đó. Nó đâu có đóng đâu, cái này là nó mới đóng lại luôn. Nó mới đóng vô à. Chưa có ngọng, chưa có gì cả nhà. Ôi. Em phá ổ nó luôn rồi. Đốt khói phá ổ luôn rồi. Thăm cái bẫy kia thì bẫy đó thì cũng không dính luôn cả nhà, chết chuột. Liền không có quay luôn. Bây giờ em xin kết thúc clip đây nha cả nhà. Đi về thăm mấy cái loài cá cả nhà ơi. Mấy cái loài cá này cũng 3 ngày đây nha cả nhà. 3 ngày, 2 đêm 3 ngày. Thì bây giờ em xin kết thúc ở đây. Cả nhà có xem video có thấy yêu mến thì hãy giúp em đăng ký kênh nha cả nhà. Like và chia sẻ. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Video hôm nay thì nó hơi thất thu nha cả nhà. Em rất mong cả nhà xem ủng hộ giúp em nha. Rồi, em xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha. Bye bye.